Tao bảo đảm mày luôn á. Chắc vô khoảng chừng mấy rưỡi là hết rồi. Bảo đảm mày luôn. Bảo đảm nó không sao đâu. Anh nói vậy thôi còn gì nữa, mày còn cái gì nữa là nói. À cũng được. kêu Vũ mà. Cứ có to là thành công. Không, anh bảo đảm mà. Không, nói thật là em không muốn anh bảo hành cái đâu đâu nha. Yên tâm mình luôn. Không, anh hứa với mày cái lóng cây này không bao giờ đấy đâu, chưa hết à. Em muốn nó đẹp cho anh tao cắt bán dễ rẻ rẻ đi. Cho mọi người kia. Vậy sẽ kiểu đó đó. Sao nó cắt không gọn? Cắt góc luôn đi. Mình đẹp. Xe kiểu đéo gì ta? Đấy xe kiểu như vậy vậy. Hả? Kiểu như vậy đó, chứ xe kiểu kia nó sẽ toát lên. Nó sẽ hơi xèo xèo thế này đúng không? Đúng rồi, hơi xèo một tí. Như này đúng không? Ừ đấy. Chứ nếu mà xe kiểu kia nó sẽ toát. Có đây nè. Ê, đây có dạy em gõ em MB không? MB á? Ừ, có lóng 400 quành rồi nè. Đường mét 2 nè. Để cắt ra mới biết sẽ sao. Cắt ra bên mới sao, mẹ nó còn cái chỗ này nữa biết đều. Cắt ra 3 mét. 3 mét, 3 mét 2 đi. Cái đơn kia là bao nhiêu? 3 mét đúng không? Đơn kia 3 mét. Cắt 3 mét 2 đi. Cắt 3 mét 2 đi có gì tề bỏ cái đầu này đi cho đỡ. Nó bị chéo nữa mà. Thấy không? Không, do cái miếng ngắn này thôi. Là kiểu tới đây rồi nè. Bắt buộc phải xẹt kiểu đó, kiểu sợ đéo đủ 20 đây này anh này. Phần anh nhấn đoạn này này. Đo thử chính xác cho nó gầy được bao nhiêu từ đây. Anh cho thẳng đi, thấy không? Đoạn này thì nó thẳng đi. Đây. Ông xuống một tí nữa, xuống một tí nữa xem. Xuống tầm tới đây này. Xem dài tầm đây không. Đây. Thẳng là bao nhiêu? Lấy từ đây đúng không? Đấy, bao nhiêu? Mét 3. Mét 3. Mà đo lên 20 phân đéo được đấy. Bên này thì được, bên đó thử xem. Để anh thả ra. Bên đấy thì thoải mái rồi. Đây đây. Để bỏ ra, bỏ ra. Đi sẽ đến được mỗi một bộ mà. Một bộ. Bên kia bộ là hai. Lấy đâu ra mà hai bộ? Đấy. Đây nem sơn cũng bị cấu quá. Cây. Được xẻ. Trời rất là nắng. Hiện tại là đang 2 giờ chiều. Luôn cái cắp. Để nó mua đi nó bán rồi.
thôi, qua, êm đây. Là nó mát rồi đấy. Bán hai. Bây giờ mà 5 mấy tính hoành khúc này trước là 13 đúng không? Hoành 5-13 5-13 thử thành tiền xem bao nhiêu anh? 47 à, 473 đúng không? Hoành 473
quá là nhanh luôn. Ui nhỏ lắm, nhỏ chắc bằng cái nắm tay chứ mày. Nhỏ thì ok rồi, mà sợ nó to thì nhỏ. Anh Sơn nhìn anh Sơn đây này, vì nó mà cắt mà chú cắt mà nó ra đất rồi, đã cắt đất rồi, giờ anh em Sơn bắt đầu cho nó cẩu ra. Nè rồi bắt đầu gì anh chỉ cho nó hao ăn. Đấy, đây là anh Sơn, trời rất là nắng. Cắt khúc cây ra mà anh Sơn anh cười là biết rồi, là trúng rồi đấy. Rồi, 3 mét mà nhìn nó rất chi là ngắn luôn. 3 mét, uầy, trúng rồi. Tuyệt vời. Cây này khả năng là lấy hết luôn. Ô, chúc mừng. Ai ok đấy. Cái này không bị đâu rồi. Bắt đầu bỏ lên xe và đi khẽ luôn. Không có gì đâu, mình sợ. Anh em Sơn ha. Ra. Khúc này cũng lấy được luôn. Anh nhìn ơi, khúc này cũng lấy được cái đơn đấy. Khúc này tuyệt vời luôn ấy. Lóng này đẹp hơn cái lóng hổ em lấy đó. Đẹp hơn lóng hổ. Không đẹp hơn được. Đẹp hơn lóng hổ, bảo đảm đẹp hơn. To hơn. Nhưng mà quăng nó hơn nữa, cái này mới quăng nè, đủ. Quăng vậy nó không đẹp hiểu không? Quăng nó đâu á. Còn như vậy thì nó đẹp. Cái này nó không được. Quá trời. Đẹp ơi nè. Rồi, xe hiện tại đã tới chỗ sẽ bắt đầu sẽ cẩu xuống và cũng được sẽ khúc 3 mét này. Vành nó là 500 mấy. Đấy, bắt đầu đưa xuống. Vòng xích để cẩu đặt lên. Hết lóng rồi. Hả? Rất là lớn. Rất là to luôn các bác nhé. Văn 500 mấy, rất là lớn. Bắt đầu à, cẩu lên. Rất là lớn luôn các bác à. Cậu ấy là cái tấm cái khúc gỗ này. Trên này, chỗ này được 2 tấm các bác này, chỗ này được 2 tấm nữa.
hai bộ sập. Cây này bị bọc. Nhưng mà từ cái này trở lên thấy rất là đẹp. Các bác nhìn thấy đây rồi. Đây đây rất là đẹp luôn. Bên kia thì rất đẹp. Đây bên này đi sang bên này các bác. Đúng tìm ở đâu đây? Tìm ở đâu đây? Bắt đầu Nam Sơn cắt khúc cây này. Từ đấy lên lên trên kia bao nhiêu phân? Bao nhiêu? Tầm bao nhiêu? 20 chạy 20. 18 chạy 18. 20 anh ạ. 20 luôn hai chân. Lên 20 nữa. Mẹ này nó nước rồi, không phải đâu 20 đi mẹ. Ok ok. Ok đấy. Các bác à, đứng quay không thấy đường luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt thở bắt đầu thay lưỡi cưa. Cưa rất là bé các bạn ạ. Không phải cái đông mình đang đi mà. Giờ có người nào vào. Quay 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 chụp á, về đăng luôn đâu mình nghĩ đâu mà. Mấy cái đông đăng luôn. Máy này rất 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 hay luôn các bác ạ. Không cần phải tăng, bấm máy là nó tự nó tăng luôn. Đấy. Rất là hiện đại luôn. Rất là căng luôn. Tăng rất là kinh. Bắt đầu cưa tiếp tục.
nước đường cua thứ hai rồi các bác ạ. Tí nữa cậu ra xem thử các mặt của các tấm gỗ thử nó có đẹp không nha các bác. Đang cua cái mắt cây của tấm thứ hai này. Cậu hai tấm này ra xem thử mặt của tấm sập để lấy tấm sập. Bắt được xem tấm 20, mặt này là 1m4 luôn, rộng 1m4 và các dày là 20. Ugh!
Ủa, rất là bụi luôn các bác ạ. À. Cái này rất là lâu luôn. Cái này clip này rất là cứng. Tấm này là tấm đẹp nhất này các bác ạ. À. Tấm này là tấm tiếp theo là hai mặt đẹp nhất luôn. Bác nào cần thì cứ liên hệ với anh em Sơn nhé. Để tự cho mình là những cái tấm sạch đẹp nhất, những tấm mặt bàn. Siêu phẩm các bác ạ. À, siêu phẩm luôn. Và bây giờ nhấc ra là mới xem được các bác ạ. À. Châu đi giao hàng rồi các bác ơi. Châu không giao hàng đâu. Trời. Không vết mũi đốt luôn. Tấm này rộng 1.5 m. Được 1.4 m, 1.45 m sạch ra. 1.45 m sạch ra quá. Theo cách tấm 18 thôi. Cho đi giao hàng ở dưới Cà Mau ấy rồi. À dưới miền Tây rồi.
đẹp nha các bác. Quá tuyệt vời luôn. Từ bên là lấy hai tấm đẹp xong rồi là ở giữa là bỏ luôn các bác nhé, bỏ 40 phân luôn, để chỉ có để làm băng thôi, chứ ở giữa là 40 phân là coi như là không lấy được nữa, nó bị một cái lỗ to như thế này bỏ để mình lấy băng. Lắp các bác à, không thấy gì luôn. Kính đâu? Mang kính là nó không đỡ hơn tí. Đầu là anh em Sơn cho quay ngược lại để sẽ này các bác bạn thấy không? Đúng thật, kỳ rồi, hư hết rồi các bác à, nó hư mọc mạng nhện ở đây rồi đây các bác này, đây là mạng nhện châu Phi nhá, không phải mạng nhện Việt Nam đâu. Cái lỗ này đen, không phải đen các bác ạ, cái lỗ này nó xuất hiện từ đầu mà. Phải là nó hư đến 40 phân rồi các bác ạ. Bây giờ sẽ xoay ngược lại lấy cái mặt kia các bác. Rồi, bắt đầu là xoay lại. Chúng ta sẽ từ dưới sẽ lấy lại. Răm. Sẽ một nửa rồi mà nó vẫn còn nặng như vậy các bác ạ. Rất là lớn mà nó đã cổ như vậy rồi các bác ạ. Rất là nguy hiểm.
đây toàn nhìn như này thì các bác hiểu là nó toàn đúng không các bác? Cái lỗ đây có thể là chúng ta có thể làm được 4 cái băng. Ok. Đứt luôn các bác à. Vừa mới bật máy đây là nó đứt luôn. Chưa kịp cắt. Đứt cửa. Quá là kinh khủng. Văng luôn. Thank you.
là đẹp luôn các bác ạ. Trời. Quá đẹp luôn. Mặt 1m18 các bác ạ. Sao cái giác chắc là 1m15. Không một cái lỗ, không một cái vết luôn các bác ạ. Được lấy nguyên tắm nữa.
toàn của các bạn. Toàn hết mặt dưới rồi các bạn. Không chở banh tay rồi chứ banh nhỏ như sao đâu. Ok à, xong rồi nha các bác. Bây giờ cấu là đưa về rồi sướng. Đấy bắt đầu là cấu để em về cho gia công các bác ạ. Tàu cấu những tấm này để về để sướng gia công. Là tấm này hai tấm này xong rồi.